Anh em muốn nhàn nhá, không muốn mất nhiều thời gian. Phục vụ cho cái mục đích mà đảo chiều hai công tơ ấy. Thích lúc nào cài đặt một lần và sau đó là tự động nó đảo cho anh em nhá. Đấy thì bây giờ người ta ra một cái mẫu đảo chiều công tơ này. Mẫu này là mẫu điện tử anh em nhá, không như mẫu cơ người xưa anh em gạt tay cạch 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 đâu. Mẫu này sẽ bao gồm một bộ đảo chiều và một bộ hẹn giờ như thế này. Anh em sẽ cài đặt thời gian đảo trên này. Đấy, tự động hệ thống sẽ lưu lại cho anh em. Và sau đó là cứ đến ngày tháng năm tự động đảo cho anh em nhá Rất là ngon ăn luôn. Đấy bên mình là có cả kỹ thuật viên cài đặt sẵn cho anh em nhá đây sách sơ đồ hướng dẫn các thứ gửi hết cho anh em này Đấy, sơ đồ đấu nối luôn này Đấy, cách đầu nối nhá đều có luôn này Đấy, anh em về chỉ có cấp điện của công tơ một này công tơ hai này đầu ra anh em nối chung a n n này sau đó là cho ra một cái áp chống giật hoặc là nấu luôn vậy thống điện trong gia đình là sử dụng luôn nhá bộ này công suất là 63 a và là đảo chiều không gián đoạn thời gian chuyển mạch là 200 trăm giây nhá đây là bên mình đang cài nhá cài sẵn cho khách mà đầu mình sẽ viết đây này anh em nào cần đảo chiều nhau chỉ cần gọi hoặc nhắn tin nói chung là làm mọi cách để liên lạc. Đấy sau đó bên mình sẽ làm theo yêu cầu là cài đặt đảo ngày tháng năm theo giờ đúng như yêu cầu của anh em luôn. Bộ này có giá là hơn 900 anh em nhé.